Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Man Eater nha. Quay lại con cá mập coi sao cái tiếng nó lớn vừa ta. Bữa hổm mình đã tắt cái tiếng nó nhỏ lại. Ôi trời, chết mẹ, tao bấm nhầm rồi. Mình đã chỉnh cái tiếng nó nhỏ lại rồi mà ta. Sao nó vẫn to vậy? Sao nhiều khi nó bị nhạy cảm vãi đái luôn các bạn. Tiếng to quá chơi game lâu lâu nó bị giật mình cho nên thôi. Thôi nhỏ nhỏ thôi, vừa thôi, to quá không vô không tốt đâu. To quá không tốt đâu, nó điếc tai. Nhiều khi nhiều bạn xài mấy cái tai nghe mà nó có bass lớn, mẹ chỉnh tiếng giật pop một cái lủng màn nhảy rồi thôi xong, cuộc đời chấm dứt luôn. Mà chơi game giải trí mà cuối cùng được giải thoát luôn, mai mốt là không còn được nghe cái gì nữa hết luôn, khỏe vãi lời. Ok, cái map này thì hôm nay mình đã chui qua map khác rồi, trời khổ lắm luôn á. Mấy cái map này bắt đầu nó hết nhiệm vụ rồi, cái map của mình nó bị chững lại rồi, nó bị chững lại, nó không còn à. Trời, nó lâu phải đái luôn, cái game này load đúng lâu luôn á. Cái map nó bị chững lại rồi, nó không còn khỏe như hồi trước nữa. Nó mà tăng level nhanh như hồi trước nữa. The likelihood of catastrophic risk scenarios wasn't really considered when developers built a golf course in a flood zone. Ở đây thì mình có rất là nhiều thứ mà bạn thấy không? Đa phần là mình đã tích lại hết trơn rồi, không còn một cái gì mà mình chưa tích lại đây hết á. Có mấy cái này thì bạn phải chui vô mấy cái cửa hang mà nó đòi hỏi con cá mập là phải có level rất là cao, cho nên là mình đang ở chỗ này đúng không? Bây giờ mình ra cái chấm này thử coi nó là cái gì. Ok, mình sẽ đi lên mặt nước. Cái chấm ở đâu đây? Ở chỗ này là một cái chỗ kiểu như là nó sang trọng bạn, nó sang trọng rồi. Nó đi từng cái chỗ này giống như là giữa cái chỗ mà đánh gôn của tụi nhà giàu, tụi nhà giàu. Nhà giàu thì vô bụng cá mập cũng thành thịt hết thôi con ơi. Chứ không có được thành gì ba tê xúc xích gì đâu. An insatiable fish, the bull shark is 9/10 appetite. Xong rồi đúng không? Rồi. Rồi đây rồi sao nữa nè? Mấy cái chấm nó thường là một cái thùng. Một cái thùng. Nó còn có mấy cái biển ở đây nè, nó mới mở thêm nhiệm vụ thì phải. Mình nghe nói là mấy cái biển này nó sẽ mở thêm nhiệm vụ ở đây. Còn ở trong đây thì mẹ trong đây nó hơi khó nha. Ở đó, trong đó thì nó hơi khó, bạn phải nhảy vào á. Mình phải đi làm cho con cá mập mình nó xịn hơn cái đã rồi mình mới đối đầu với mấy thợ săn được bạn. Mấy thợ săn mình có cái nhiệm vụ thợ săn á, nhiều lắm nè. Đây nè, đó không, mình giết được một thằng rồi nè. Thằng này thường quá. Thằng này thường quá, nhưng mà cái con này thì Firestorm Winner What Conti Chili. Cái này là nói về con nhỏ đó hả? Bây giờ thì mình chắc là mình phải đi săn người á. Mấy cái nhiệm vụ đi săn người sao mà mình mà cái con nhỏ này nó mới tới. Mẹ đàn ống tao còn giết thì mấy cái thể loại này thì nhầm nhò gì. Nhưng mà ba chỗ này vô căng rồi nha. Ba chỗ này vô căng lắm mấy bạn. Mình phải kiếm cái chỗ nào mình bay vô cho nó gần một chút. Đây chỗ này thì đẹp rồi nè. Vậy sao cạp cũng được. Lắc à. Consistently the most difficult hole on the course. Cái lỗ gôn nằm ở dưới sông rồi sao chơi. Mẹ bị điên à. Cái thằng nào làm ra cái lỗ này thông minh lắm. Mẹ làm cái lỗ nằm ở dưới sông vậy, dưới cái hồ vậy rồi sao cái còn cái rương này nằm ở kia. Từ từ để mình lấy thế mình bay qua bên kia. The predatory scavenger is often quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Rồi xong, cái này cũng là adult đúng không? Hey. Mấy cái biển này thì giờ bây giờ khó lắm mẹ ơi. Nhảy vô không được á, nhảy vô không được, khó chịu vãi đái. Cái chỗ này giống như cái chỗ luyện level của mình vậy đó. Chắc mình có thể đi qua đây được luôn nè. Qua đây được luôn nè. Mấy cái chỗ này là thường là mình đi qua được, nhưng mà mình phải nhà làm ăn hết mấy cái rương ở bên đây cái đã.
Mình có thể tới đây mình cạp thuyền của tụi nó được luôn mà. Ghê không? Rồi mình đây mình chấm ở đây đi. Cái này. Rồi. Đâu nhỉ? Đây. Ồ, cái đó là cái cổng vào hả? Cái cổng mà nó có một cái đường vào bên dưới. Được, cái đường vào bên dưới thì tao vào thôi. Ở đây cũng có, ở nhưng mà chỗ đây đòi adult. Trời, adult là mình con cá của mình nó còn nhỏ quá thì nó không đáp ứng điều đủ điều kiện để mình vào chỗ này bạn ơi. Cho nên mình phải qua chỗ bên kia. Cái gì vậy? Tao có làm gì tụi mày đâu. Tao đứng trên đây nào, nè nhảy xuống đi. Cái chỗ này cũng đòi adult luôn. Căng rồi đấy. Căng đấy bạn ơi. Bây giờ nhảy vô được không ta? Nhảy vô đây cũng ổn nè. Nhảy qua bên đây, chà. Vậy là phải nhảy đi nhiều lắm luôn á. Many places see more human fatalities caused by giant catfish than sharks, such as the Amazon basin or Splash Mania. Cái này nó nằm như vậy rồi sao bay lên đó ta? Mình cũng không hiểu luôn á, nó nằm như vậy cũng không biết sao bay lên đó luôn. If you see someone in a flamingo boat, you can be fairly certain their blood alcohol level is at least 0.17. Ghê không? Ghê không bạn? Chết chơi người dơ không? Ăn thịt mấy đứa này thì được tăng điểm cũng nhiều. Mà chỗ này giờ đó nó hết nhiệm vụ lại. À đây, đây có một cái rương. Tới kia. Cá mập đâu vậy? À mày lại địa bàn của tao hả? Cá mập nè, cá mập là địa bàn của tao. Ôi cá mập này cũng dữ á, level 10 nha bạn. Level 10 nha, chứ không phải giỡn đâu. Chết rồi. Má đâu. Rồi tao ăn cái thùng cái đó. Hunger is a driving force. Kiếm con cá nào ăn vô hồi máu các bạn. Con này level 10, hàng chi nó cũng trâu chó. Trâu đúng không? Nghe nói mày trâu lắm đúng không? Ây da. Cắn mình bạn. Mình level 9 rồi, cũng sắp thành level 10 tới nơi rồi. À ở đây nó có cái thuyền xịn. Ghê không? Sharks have learned over the years that anything that drops over the side of a boat is food, including people. Trái thuyền luôn, ghê không? Cạp trái thuyền luôn nha. Ghê, chất chơi vậy đó. Rồi mày lặn xuống đây rồi mày thoát. Lặn xuống đây rồi mày thoát. À đây, mình gọi ra được con nhỏ này rồi. Mình gọi ra được con nhỏ này rồi. Bobby Bozanlet. Được. Đối đầu với lại sát thu mập đúng không? Ê, chà. Nó nhắm được mình. Cẩn thận nha bạn, cái này chết đó, không giờ không đùa được đâu. Mấy thợ săn nguy hiểm đó các bạn. Vừa né thợ săn mà vừa phải
đánh tụi nó nữa để nó hồi máu nữa, chứ không là không hồi máu kịp là chết với tụi nó. Đó, một thằng. Ok. Đâu nhờ, mấy thằng này đánh đâu thật. Đâu. À, Shaky. Wow. Thấy không, kỹ năng bây giờ nó tăng hơn nhiều rồi bạn. Ôi da, má nhảy lên đau quá, nhảy lên bị sợi xăng nó bắn đầu phải đấy. Và 5 thằng rồi. Mẹ, né mấy cái viên đạn nó nguy hiểm lắm nha. Đâu rồi nhờ? Từ, hồi máu. Cẩn thận, hồi máu một cái, kiếm con cáp fit. Rồi, đầy máu rồi, quay lại chơi nó. Hai thằng nữa rồi. Ui da. Đòi bắn tao. The situation has escalated and the price on the shark's head is cái con nhỏ này luôn nè, đây nè. À ha, lên level 10 rồi. Đây. Sạch chinh đúng không nè, tao lại tao tấn công tụi mày luôn. Khỏi mất công tìm kiếm tao làm gì đó. Tao bây giờ là tao kiếm tụi mày. Không, tao là tao kiếm tụi mày chứ không phải tụi mày kiếm tao nữa. Trời ơi, quỷ diệt chưa? Bạn thấy phong độ quỷ diệt chưa? À, phong độ này cũng phải cỡ Liverpool nè, quỷ diệt vãi đái. Rồi, còn một hai đứa nữa đúng không? Hai đứa nữa. Tụi cỡ tụi mày mà đòi săn tao, có vẻ như có gì đó sai chưa? Rồi, chậu bạn ơi, chậu. Cái đợt này là nó sẽ rất là nhiều đó, tại vì thợ săn nó level 2 rồi đó. Nó đang tìm kiếm, mình phải tóm lại là mình phải kiếm chỗ nào đó mình chẩu. Ôi thôi mẹ rồi, nó thấy rồi. Ok, chạy các bạn, chạy. Mình thấy có cái gì đó 900m ở trên này, là mình đang có nhiệm vụ rồi phải. Đâu, nhiệm vụ ở đâu? À, nhiệm vụ ở đây. À, thôi mình bay về đây vậy. À không, đang bị bắt thì không có đi dịch chuyển được thì tao bơi từ từ vậy. Hết thanh xích chân này là nó mình trốn thoát được rồi. À, mình giết được con nhỏ kia nữa rồi, bây giờ mình có cái skill mới rồi, chút về mình test thử skill mới cho bạn xem thử nó là gì nha. Ok. It seems Port Clovis has forgotten all about its rogue. Đó bây giờ là đi fast travel, kiểu dịch chuyển lên được rồi đó. Sướng thiệt. Kiểu chơi game này đúng là giải trí luôn á, đúng giải trí luôn á. Vô là cứ vả thôi. Đâu cần quan tâm gì. Dead Horse Lake serves as a bự hơn. Wow. She should probably spend less, save more and start. À, tiến quá lên cái một cái adult rồi. Ok, vậy là ngầu. Ngầu vãi đái nha. À, hiêu máu, cái này là hiêu máu đúng không? Ok. Mình có thể update lên cho cái này cũng được. Rồi. Update này mình nhiều, mấy cái này mình cả đống luôn á, mình giờ update mấy cái này. Chắc chơi người chơi không? Cái này bây giờ sao? Cái này update rồi. Bolt tip thì nó sẽ tăng đam vô cho cái thuyền. À, ok, tăng đam vô cái thuyền. Mình thì mình thích cái giật này hơn mày ơi. Thôi up cho mày cái này nữa đi. Đó. Lên là phải lên hẳn như vậy luôn chứ, đúng không? Không, cái này từ từ, cái này đi.
mấy cái này nhiều quá rồi mình để mình đâu có xài gì đâu bạn. Bây giờ đó, bây giờ cá mập nó xịn chưa, ngầu chưa, he he. Rồi vì mình hình như mình có cái nhiệm vụ ở đây, mình đi lại cái nhiệm vụ ở đây mới được. Không biết healthy là nó hồi máu theo kiểu gì thì mình không biết, nhưng mà chắc là nó sẽ có vẻ như là máu mình mất á đi nó sẽ được hồi, chứ không phải là phải ăn cá như hồi trước nữa. Nó lên level 10 cá mập nó to hơn liền chất chưa. Trời, bơi ngửa, bơi lặn, bơi sải gì đây, sẵn tiện luôn. Cái này gọi là tiện được công tác, hiểu không? Tiện được công tác. Đâu cái này, cái dòng rộng thế hả? Trầm à, ôi đánh trầm bạn ơi, đánh trầm ngon. Tưởng cái gì, mấy thợ săn đó đến giống như nạp mạng cho mình nha bạn. Mình luyện level cao mà, mình luyện level nó đỉnh rồi cho nên là mình không có cần phải ngại nữa. Back on board the Cajun crew. Cassie. Thằng này đó giết mẹ của thằng cá, con cá mập nè, giết mẹ con cá mập nè. Ok. Studies marine biology. Look at that. I got one hand can still tie a hook. You got two can barely tie his shoes. Ôi ông thằng này bị mất cái tay. Yeah. He used to help my daddy around. Spent a lot of time together. But we wasn't close. He was a shark hunter. That's all he was. If anybody were gonna catch the mega, it'd be him. Thought it was a government experiment, got himself loose. Boy, he wanted that shark. Wanted it bad. Found it once. Didn't catch it, no. What happened to your father? What happened? Look, Potlovich Channel. Questions all day. Got work to do. Man Eater, okay. Cha nên như là đang đi tìm cái gì đó, có vẻ như là nó đang đi tìm con cá mập mà là lần trước nó bị làm sổng, nó bị làm sảy đi mất á. Cắn đứt cái tai của nó. Okay, tao sẽ gặp mày lại ở cái trận đấu cuối cùng, The Last Battle. Just like Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition. 700 mét, struggling có cái nhiệm vụ to find đúng lúc bên đây luôn. In the world. Kỳ, tụi tao mới bay về chỗ này cái gì, bay lại bên đó nữa thôi. Mình đi fast travel vậy. Vậy đó. Nó nằm ngay đó luôn. Mình chỉ cần dịch chuyển lại thôi là mình tới luôn. Mình nâng cấp được con cá này thì được một cái hiêu, một cái sona với lại một cái răng điện. Historically, overdevelopment of the shoreline leads to a wide variety of negative environmental impacts. Ồ, ở đây nó quá trời nhiệm vụ luôn. Italian design walk-in closet. Bây giờ là mình có thể lại mấy cái hang này, hồi đó là mình không đi được. Ở đây cũng có cái nhiệm vụ nữa nè. Kêu 10 con cá fit. Đây. Ở đây thì collect mấy cái đó được. Có mấy cái hang là mình hồi trước mình chưa vô được nè. Đây cái chỗ này chưa vô được, còn bây giờ thì vô được rồi. Nhưng mà thôi, có nhiệm vụ mới làm vụ mới đi, còn mấy cái nhiệm vụ kia có gì, quay trở về làm sao nếu mà mai mốt mà bí đường kiểu như là hết đường. Ok, đi làm cái nào trước nhờ, cái này đi. Ôi 10 human destroy target. Ôi 25.000 đô, what the fuck. À, bắt 10 con cá. Thôi, chơi cái này đi. Dù gì cũng phải kiểu như là cái này là đánh mốt nè, nhưng mà đánh con cá thường thôi. Nhưng mà giờ mình mới đỉnh nè, cho nên là mà không có phải sợ thằng nào con nào đụng là đập rồi bạn. Cá bây giờ mình lớn rồi, cá to bãi đáy rồi. To rồi bãi đáy luôn rồi, giờ đầy đủ mà được nâng cấp xịn nữa nha, được nâng cấp bằng toàn độ xịn không. Chúng phải giỡn. Thì Detroit target coi chừng là đánh với cái thuyền đó. Có vẻ như là đánh với cái thuyền. À cá mập này ha. Hunter Marco. Ghê, nhanh nhờ.
Đấy. Mẹ, nó táp hay nhỉ. Sao nó còn có cái thuyền ở trên nữa vậy? Khoan, yêu máu, cẩn thận, ăn cá phít vô cái. Yêu máu, nữa mình quay lại đợt hai đợt hai lần bơm máu đó là mình có giết nó rồi chắc rồi. Chơi gì cũng phải cẩn thận mày ơi, con cá này nó thấy vậy chứ cũng nó cũng là con boss chứ bộ, mình giỡn hoài. Nó trâu level 12 bộ, nó hơn mình 2 level. Mày chết con à. Xuống đâu rồi, cá nhanh quá ta, vậy sao đỏ mỏ với tao không chơi, không chơi không bộ. Răng mình xịn lắm nha, răng mình giật cao lắm nha, răng mình giật làm choáng nha bạn. Răng mình giật là bị tuôn nha. Đừng đùa, lấy cái răng này mà đánh boss là trùm luôn. Căng nha, khó lắm á chứ, nhưng mà không có vẻ như là nó có cái độ khó vậy, tại vì con này nó nhanh quá thôi, chứ còn cái việc mà đe dọa mà giết được mình nó khó lắm. Hết máu rồi kìa, đâu rồi. Golden Shores import this Mako from Sri Lanka and train it to guard. Nghe nói dữ lắm mà, sao chết lẹ dữ vậy. Ôi, tưởng cái gì ba thể loại này nhẹ nhàng, gì gọn à, lại tiếp tục đi à, bắt 10 đứa. Bắt 10 đứa này coi chừng là phải gặp với lại thợ săn nữa đó. Thiệt, thường thường là bắt 10 đứa rồi nó nằm ở trên bờ không có ghê chứ. Mình từ từ nha, mình cái này mình xuống mình hồi máu cái nhẹ. Làm việc là phải tính toán hết. Bắt 10 đứa này thì phải hồi máu cái nhẹ rồi bắt đầu nè. Sộ lên. The predator is vulnerable outside of her liquid element. Mấy đứa này nó bị dốt các bạn ơi. Mấy đứa này nó bị dốt, nó đứng đây không mà đáng lẽ là gặp mình là mình chạy con mẹ nó rồi. Rồi xong nhiệm vụ rồi, chạy thời săn tới rồi. Ôi lên level 11 luôn hả? Ghê vậy. Wow. Chất chơi nhờ. Lên thời săn này cũng nguy hiểm lắm bạn ơi. Đánh với nó thì cũng phải tốn thời gian lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Cái thằng này đi mình đúng không? Hunter skip được. Có vẻ như tụi bay chưa rút được kinh nghiệm là sao? Là tới đây là không phải là tụi bay săn tao, mà tụi bay để tao săn. Ok. Ui da, bắt đầu thế. Nhảy lên rớt xuống là gấp đường thằng. Thợ săn này thì thợ săn của chúng tôi. Ừ.
bây giờ là bất trị vậy bạn ơi. Giờ mình không ngán con nào thằng nào hết. Một thuyền đã bị chìm đúng không? Một thuyền đã bị chìm rồi. Đông nha. Ý, nhảy lên nè. Nè, nhảy lên nè. Biểu diễn cho mày xem nè. Hai nè, lắp qua nè. Xong nha. Đó, yếu rồi, lực lượng của tôi đã yếu lắm rồi. À, nhảy xuống nè. Đứng trên thuyền mày còn chết, mày nhảy xuống nước rồi mày nghĩ mày thoát được. Lạ. Mày bắn tao. Bắn tao nè. Ôi da. Ok không? Cá mập bây giờ nó điêu luyện rồi, nhảy lên là nó quất à, nhảy lên là nó chớp được một thằng. Rồi, Ecomin. Chậu rồi bạn ơi. Chậu rồi. A bounty has been placed on the fugitive shark. Chậu. Để mọi chuyện im ắng cái này mình tiếp tục mình hành nghề. Cái này mình vô cũng được à. Ok, nước ở trong đây khỏe rồi. Nước trong đây là đố cha tụi mày kiếm không được con à. Để cho nó hết cái sức chinh cái mình ra. À cái gì vậy? Marco. Lỡ rồi, vô đây giết boss luôn bạn. Lỡ rồi. Cái này là xong kêu bằng là tiện đường công tác nè. Tiện đường công tác, đúng không? About the shark and her many crimes, so this ends the battle. Tưởng ghê lắm, ai về vậy là xong rồi đó hả? Vậy là xong luôn rồi đó hả? Khổ ghê cơ. Ok, mình đi tiếp theo là tới cái điểm này. Ủa, bắt đầu nhiều nhiệm vụ rồi đó, bắt đầu nhiều nhiệm vụ hơn á. Nhưng mà tới cái điểm này cái đã. Đấy. Lại tiếp tục là phải quất cho 10 ông nữa hả? Căng nha. À không, cái này là khác, cái này là ăn 10 con cá. 10 con cá này làm sao vô đó để ăn 10 con cá đây. Ăn 10 con Margaret, Detroit Target luôn, quá trời nhiệm vụ luôn. À đây, King Margaret. All life is linked by the intricate scheme of eat and be eaten. Ăn mấy con này, ăn 10 con thôi, nhiệm vụ nó lại dễ quá. Có nhiệm vụ nào khó hơn chút xíu không? Mấy nhiệm vụ ăn người ta còn làm được, nhiệm vụ ăn cá thì nhầm nhò gì. Cá lớn nó cá bé à. Ôi da, cái con cá mập kia mày điên à. Điên à. Ôi, tao đang làm nhiệm vụ nha, tao không muốn kiếm chuyện đâu á. Ôi da, đau, còn mày lì thêm. Được, để im đó cho mình bạn. Để mình làm xong cái nhiệm vụ này cho mình vớt đó. Không có kiểu mà để cho nó giỡn mặt được. Mình kiểu như mình để im là nó tưởng là nó. Ôi, hai con rồi đấy. Sao tụi này cá này nó nhanh hơn mình được ta. Mình là con cá xịn mà. Mấy thằng này là diễn viên phụ làm sao mà. Mày gì chạy đâu vậy bộ. Marco. Sao rồi? Fuck. Nhảy lên bờ. Đánh nhau, hai con cá đánh nhau nhảy lên bờ. Nhảy lên bờ. Dễ vãi đái. Xong. Còn nhiệm vụ nào nữa? Ở đây còn một cái nữa. Ở đây à. Ok. Khoan ở đây. Không.
ở dưới cái thùng này nó bị chặn lại các bạn. À đây rồi. Rồi đâu rồi? Rồi hơi bị lắc, hơi bị giật chút xíu nhưng mà không sao. Rồi. Phải vô hàng kiếm cái cửa. Cái cửa hàng ở đâu để vô cái cửa hàng này cái. Phải kiếm được cái cửa hàng. Vô cái cửa hàng để bắt 10 con cá nữa. Rồi cái nhiệm vụ gì đâu anh dễ dữ không biết nữa. À, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đây nè. Giờ không kiếm thấy cái cửa hàng làm sao ta. Ủa kỳ ta. Có lẽ nó phải nằm đâu đây chứ. Đúng không? Nằm đâu đây mới đúng. What the fuck? Nằm tung lúa ở dưới đó rồi sao chui vô đó ta. Nhiệm vụ nằm tung lúa ở dưới á. Mình phải kiếm được cái cửa nữa. Tao không giỡn, tao không giỡn. Tao đang làm vụ nha. Nó nè, mấy con cá nằm ở dưới đây rồi phải không? Nằm ở dưới sâu lắc, sâu lơ vậy đó mà giờ không kiếm được đường xuống. Ờ mình không kiếm được đường xuống, để coi ở trong đây nó có đường xuống hay không. À đây, ở đây, ở chỗ này thì phải, đúng không? Hay là ở đâu ta? Ở chỗ này có một cái cửa nè. Để mình lại cái chỗ này cái. À, chỗ này có một cái cửa nè. Đâu nhỉ? Cái chỗ đó có một cái cửa, hình như đi vô chỗ đó đúng rồi đó. Đây nè. Đúng không ta? À đúng rồi, trời ơi. Tưởng gì, vô đây săn mấy con cá này 10 con. Nhiệm vụ này nó dễ giống như đi chợ vậy bạn. Hoặc còn dễ hơn đi chợ, đi chợ phải có tiền. Con này không, bơi tới ăn thôi. Ăn xong về. Ờ ăn xong về còn được kinh nghiệm. Ở trong đây nhiều cá tạp quá, ăn nhầm cá hoài cho nên nó hơi lâu. Gì? Cắn không trúng gì đi. Ồ bạn thấy cắn nó giật điện nó chói sáng rồi tùm lum nhìn sướng vậy đấy. 9 con, còn con nữa con nào? Con nào sẽ là con cuối cùng? Rồi xong nhé. Rồi goodbye my love. Rồi hình như đi cái đường này là không đúng rồi đó. Đúng không ta? Không, cái đường này là đi vô rồi, không đúng rồi. Đi đường khác, đi đường ra. Mà cái đường ra nãy đâu ta? À, ở trên, ở trên, ở trên. Ở trên, ở trên, ở trên, ok. Đây. Sao làm khó mình được? Trời, thông minh vậy đấy. Nhìn là biết liền. Rồi bây giờ nó có những cái này là tới đây nó sẽ có những cái mục tiêu. Được. Ba mục tiêu này làm hết mới được. Không, tao không chơi với mày, tao đi chơi mấy con khác. Ủa đâu rồi nhờ? À đằng kia, đằng kia. Mẹ, có con cá mập này nó lì lắm luôn á. Tao mà đừng để tao kiếm chuyện nha, tao mà muốn là tao quất mày đó. Này. Kiếm chuyện không? Đúng kiếm chuyện luôn á, mình đã không muốn rồi mà kiếm chuyện, kiếm chuyện. Kiếm chuyện với tao hả? Có vẻ như mình kiếm chuyện hay nhầm người rồi con à. Đã nói là tao không muốn chơi với mấy lại thể loại con nít này rồi. Mày khác diễn nít đâu, đúng không? Ôi da, đào đào đào. Ôi sao nó giật dữ ta. Không được rồi, nó bị giật quá rồi. Sao tự nhiên bị giật giật rồi bạn. Bị giật quá. Rồi đâu mất tiêu luôn rồi. Đâu, à đây. Ôi nhảy lên bờ luôn. Nhảy lên bờ luôn rồi nhảy xuống đây mày. Rồi chết luôn trên đó luôn. Mẹ ơi. Mình không tin được luôn á. Đánh không lại xong tự sát luôn. Ghê, ghê, ghê. Chơi vậy chơi mình mày đi chứ tao không chơi lại mày rồi đó. Chịu. Đánh xong rồi cái tự không đánh không nổi vậy thôi. Đầu hàng đi không. Chết luôn à. Nhảy lên bờ cho chết luôn. Chịu luôn. Mình phải ăn cho máu cho nó đầy để mình vô mình đánh con cá nó không bị đánh con cá trùm nó không có bị bỡ ngỡ quá bạn. Đâu con trùm đâu? Where is trùm?
Không, không phải mấy con đó. Đây nè. Đi trôi target, tao bấm ngay chỗ này rồi nè. Rồi target ở đâu? Này hả? Đâu phải. Cái con này yếu lắm, đâu đúng. Cái what the hell? À đây. Nó nằm ở tuốt luốc dưới đây luôn. Nó nằm ở tuốt luốc dưới đó rồi sao? Sao xuống dưới đó ta? Mình phải kiếm cái hang rồi đó. Gần đây đâu có hang. À trời ơi, khổ ghê không? Cái hang này nằm ở trong hồ mới ghê nha. Là nằm ở trong đây, mình phải nhảy lên trên đó. Mẹ ơi, khó khăn dữ. Chơi, chơi khó khăn dữ bộ. Đây, trong hồ này đúng không? Đúng không? Đây, đúng rồi, chui xuống đây. Khổ ghê. Que. Ủa đâu? Chắc đi xuống nữa. Đây rồi. Ôi, chưa gì hết nửa ống rồi. Rồi giờ sao? Mày điên à? Ôi, chưa gì hết vô cắn cạp có một đường một à. Ờ, mới có một chiêu đầu à. Trao đổi chưa được ba chiêu nữa là nó gần chết con mẹ nó luôn rồi. Thôi xong rồi. Nhiệm vụ này thì dễ quá rồi bạn. Mới một chiêu đầu à, vừa vô cạp có đường một à. Đúng một đường một. Gần hết ống luôn rồi, gì chơi gì nữa. Thôi, nghỉ chơi bạn ơi. Xong rồi, lên. Hả, cái này đi đâu vậy? À, này nó đi đâu? À, cái này không phải là cần vào đó nữa. Mình có thể đi xuyên qua hai cái hang này. Trời ơi, vậy mà nãy đâu có biết. Nãy tao đâu có biết, ok, nãy không biết. Rồi, một cái nhiệm vụ ở đây rồi, xong rồi. Cái xuống đây đi, ok. Hơi xa một chút thôi kệ, không sao. Không cần vậy, mình qua đây nè. Cho mình đi travel về đây, mình đi cho nó lẹ. Trời, bơi nó lâu lắm bạn, bơi lâu lắm. Được, được, đi travel về đây xong rồi mình chạy ra ngoài kia cho nó lẹ. Nghe được rồi, muốn không? Nâng cấp nữa nè. Giờ nâng cấp đồ nữa nè, trời ơi, bạn thấy điểm không? Nhiều điểm quá rồi đó. À, có vẻ như nhiều điểm quá rồi đó. Cái này 12.000. Không, 12.000 cũng được thôi. Chứ chưa phải là gì đó nó ghê lắm. Sona. Cái này. Cái này. Ui, cái này được nè. Đó. Lên tím luôn. Lên cái sona cho nó đẹp nha. Tại sao lại cái hiu nó cứ bị nhảy ra ngoài hoài vậy? Rồi. Rồi sợ chưa? À, quay lại cắn con đường một chạy luôn mà. Quay lại cắn đúng đường một nè, quay lại nè, cắn nè. À mít à. Ấy da. Nè. Mít à. Dạo này có mày nhiều con cá mập quá ha, nhiều con cá mập ở đây hỗn quá, mày không biết ai là kiểu như chú tể sơn lâm ở đây hả? Xong luôn. Đó, bây giờ thịt biến thành dũng máu chưa con? Ngu chưa? Cái đó tao kêu bằng ngu đó. Ờ, cái đó ta kêu bằng ngu. Không phải đường này. Nhầm rồi. Nhầm đường rồi, bên kia mới đúng. À ha ha. Ủa, cái sona này bây giờ xịn bãi đái luôn. Đằng xa quét cái là ra mục tiêu luôn nha. Ôi ôi, con cá này level 8. Con đằng kia level 10. Tao cắn 3 cái chết. Ôi ôi. Bộ... này là nhiệm vụ á hả? Này là nhiệm vụ hả mấy bạn? Có cần dễ dữ vậy không? Ồ, cần dễ dữ vậy không? Đây. Tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp. Đâu, cái đâu à? À đây. Ôi, bây giờ là nó ghê vãi rồi. Bây giờ cũng đúng là theo kiểu là mình là bá đạo luôn rồi đó. Ăn lại, tiếp tục lại đây ăn 10 con nữa. Thôi kệ, luyện level bạn. Dù gì cũng phải là kiểu như mà có công mài sắt có ngày nên kim mà. Tự nhiên bị giật cái hết hồn. Nhưng mà vô đây được, vô đây. À ha, ha, tao vô đây tao thấy rồi nha ha. Tưởng gì ai về vô đó vớ được luôn, gọi là tiện được công tác luôn.
Làm vụ này mà ra cái bản luôn, quá ngon. Ra cái bản luôn, quá ngon luôn. Mình kiếm cái bản đó, mấy cái bản cũng khó chơi lắm bạn. Nhiều cái bản, ôi da, cá mập. Chết rồi, đụng lỡ đụng nó rồi. Ok, xin lỗi bạn, thôi mình giết bạn luôn nha. Giết bạn luôn nha. Tại mình vô đây mình kiếm mấy con cá kia thôi, nhưng mà lỡ cắn trúng bạn. Lỡ cắn trúng bạn thôi, lỡ đi luôn đi bạn ơi. 5 con, 5 con. Rồi đâu nữa rồi. Nó không dám dí luôn nha. Con cá mập đó bây giờ không dám dí mình luôn. Rồi nó biết kiểu giống như là mình là trên cơ rồi. Thua luôn, chịu thua ngay từ đầu luôn bạn. À, cái gì vậy? À, con cá này thì lại điên. Con cá này thì bệnh hơn con cá mập. Có vẻ như tụi bay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Oh. Một con. Còn hai con nữa là xong, hai con nữa là xong rồi bạn ơi. Một con nữa đâu rồi? Đây. Trời ơi, ok. Rồi, bây giờ nhiệm vụ ở đâu nữa? Đâu bây giờ nó ra quá trời nhiệm vụ rồi nè. Nhưng mà ở đây lại có một nhiệm vụ. Được nha. Quýnh con cá mập này là nó có ra đồ, được, ok. Nhiệm vụ đẹp nè. Nhiệm vụ mà có kỹ năng như vậy là mình chịu. Mình đi hướng nào? Ở đây hướng này. À không phải đường này, đi qua kia mới đúng. Ủa cá mập bơi trong khu dân cư kiểu bay nhảy đồ kiểu như giống như đây mới nhà mình chứ không phải nhà tụi nó vậy. Ôi ôi bay nè, không 300m rồi. Nói chung cá mập bơi cũng nhanh vải đái nhờ. Ồ, lướt cái chạy như cái tàu ngầm luôn, như cái tàu ngầm luôn. Đẹp nhờ, đẹp nhờ. Ok chứ. Ờ, lặn xuống nè, 100m nè, đâu radar nè. Ôi da, cái radar. Oh, Marco. Được. Apex Marco. Đâu, Marco đâu. Level bao nhiêu? Ui, level 15. À, cũng căng đấy. Cẩn thận là trên hết, bạn ơi. Cẩn thận là trên hết, nó level 15 lận. Cũng không phải dạng dừa. Ui da, đau bạn. Từ bạn. Ui, con này nó lẹ quá. Mày. Rồi, bạn hồi máu cái. Làm gì vô. Máu cái nhẹ. À, nó cứ dí theo mình. Dí theo tao hả? Lạng nè. Mà trời tối nữa chứ. Ủa không phải con này. Ủa phải đúng rồi. Nó đó. Chạy hồi máu. Mình hơn mất hơn nửa ống rồi. Copper. Rồi, cẩn thận là trên hết, mình cứ đánh chút xíu của mình chạy đi, mình hồi máu cái nhẹ. Nó đâu luôn rồi ta? À, nó ở đây. Rồi giờ sao bạn? Lại đây. Đến với nhau đêm này nè, giật điện chết cụ mày chưa? Mày ơi, mà cắn mít không nha. Ôi, cái thằng này nó né tránh nó cao dữ ta, mình cắn 3 phát, mít hết 2 phát rồi. Mít hết 2 phát rồi, chơi gì nữa? Ôi, đây. Đây, ôi à, đau. Đây nè. Đâu rồi, núp trong vũng máu hả? Ôi, tự nhiên bị giật cái, dạo lắc dữ ta, game lắc dữ vậy. Ôi, không ổn. Ôi da. Vẫn cặp trúng nha bạn, mình vẫn cặp trúng nó nha, nhưng mà có vẻ như là nó né tránh nó cao quá, cặp không trúng nhiều được. Mày, ôi da. Ây da.
Chạy. Đâu. Nó cạp trúng mình cái phát đó đâu nha. Hên là mình thoát ra kịp. Rồi, hồi máu đầy rồi đó. Đâu rồi nha? Đây, núp ở dưới đây hả mày? What the hell, cái gì vậy? Đầy máu. Ủa? Mình mới đánh nó còn ít xíu máu mà. Có phải con này không vậy trời? À, mình hồi máu được rồi, nó cũng hồi máu được hả? Ồ, ghê nhờ. Tính ra cũng ghê đấy bạn, vậy chơi luôn, chơi tới bến luôn bộ. Bao phút phát luôn, đẹp lắm, mạnh lắm. À, chấm máu. Chấm máu rồi con ơi. Tưởng gì, chấm máu hả? Ok. Ồ, lên level 13 luôn. Ngon nha. Rồi, bây giờ quay về đây đây để coi cái đó là cái gì nha. Nó cho mới cho mình cái skill, mới cho mình skill quay về đây liền. Is the ideal stage for the shark to know. Vây cá mập nha, vây này nó sẽ tăng cho mình ba phản đam. À bỏ đi. Ramen đam. Ok, nghe rất thú vị. Nâng cấp luôn. Nhiều đồ mà bạn, nhiều đồ để làm gì? Nhà giàu để làm gì? Đâu. Ôi trời. Bây giờ nó lại trâu chó rồi, vải đái rồi. Rồi, tiếp tục à. Còn nhiệm vụ thì hơi Detroit Target. À ui, nhìn ngầu không nè bạn, nhìn ngầu không đó, lú lên nó có một cái sừng nha bạn. À, cái vây cái mập bây giờ nó thành kiểu như là hóa đá rồi đó. À, hóa thạch. Ui ghê nhờ, ghê, cái mập hóa thạch chất chơi rồi. Ở đây nó có nhiệm vụ ăn người nữa mà nó nằm ở trên đó nữa mới ghê, cũng khó chịu lắm luôn. Mày thấy lửa không? Ô, ngầu. Đây, trời, con này level 8, 2 hit. Đâu rồi? Cái gì vậy? Có cần dễ dữ vậy không? Có cái gì cho cái xíu thử thách gì đó bộ? Ờ, kêu 10 con cát fit này nữa. Rồi đây cũng kêu 10 con cát fit nữa, đây là nhiệm vụ phụ của bạn. Kiểu như bạn không có nhiệm vụ gì làm mà có... Shadowfin nè. Có một cái này nữa nha. Được, mình sẽ nhảy vào đây. Rồi bắt đầu tới cái màn này cho nâng cấp cá mập chất chơi nha. Rồi cho nâng cấp cá mập đúng chất chơi luôn á. Vậy là nằm ở trong đây rồi. Mẹ ơi, trên đây sẵn luôn. Sẵn tiện luôn là có quất luôn mấy đứa này nữa. Mẹ ơi. Chết mẹ, không bay vậy là bậy rồi. New USGA rule 4.1. Quá trời cây đánh gôn luôn huh. Rồi, đúng chưa? Ở đây là có nhiệm vụ cứu sinh là quất 10 con người đúng không? Để tao bay xuống nước cái đã. Ở cái chỗ này nó không có tiền mà, nó không có đúng vị trí mình cần. À, đúng vị trí mình cần đây. Ngay chỗ này chẳng hạn thì nó lại đẹp. Mới có 5 đứa, chết rồi. Mới ra 5 đứa mà nó chạy tán loạn như vậy thì cũng khó cho mình đó chứ. Rồi đến đây bay lên không được, nó mới ghê này nè.
6. Being natural powers, 7, shark hunters 8, will often call for backup upon spotting their. Hỏi sang nó tới nữa rồi kìa. Mà chưa làm xong nhiệm vụ. Nhục thật sự. Xong. Ok, chảo. Chảo 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 chảo. Ngầu không? Ngầu vải đái luôn á. Mấy cái vây này xịn quá bạn. Ủa cái gì vậy? Thôi nha, tao không muốn giỡn mặt với mày đâu á. Thấy không? Marco bây giờ không? Marco đúng không? Nè Marco nè. Marco nè. Xong, thở săn xong luôn. Rồi, bây giờ đi qua chỗ khác cũng là quốc 12 đứa. Được. Đẹp. The battle is over, but the war goes on. Mỹ biển là mình né không bị thợ săn bắt là được rồi. Không bị thợ săn bắt là được rồi, mình cứ né nhẹ nhẹ vậy đó là được, không sao. Tụi nó cũng đang tìm mình ăn cái này là thế nào tụi nó cũng tới. 10 người khó lắm chứ bộ, 10 người là bạn cũng khó trốn thợ săn lắm, thường là phải dính à. Ôi. Mẹ ơi, cái này ở đây nó nằm ở trên đây nó mới khổ tôi này chứ. Không phải dễ đâu nha bạn, cái này nhảy lên không phải dễ đâu nha. Bên đây miếng, bên kia miếng, nó mới chết thiệt. Sao vậy nha? Nó rải rác bạn ơi, cái này không được, cái này khó đấy. Cái này nó rải rác như vậy thì rất dễ bị thợ săn săn. Dí vô tận nhà luôn nè. Đúng không? Muốn gì? Còn con Marco này kiếm chuyện đúng không? Có vẻ như tao nghe nói mày kiếm chuyện với tao. Level kiểu này thì nó lại nhanh vãi đái. Nhưng mà bây giờ khó cái nhiệm vụ này nè. Cái nhiệm vụ quỷ này là nó người nó không có nằm ở một chỗ mà nó nằm ở những cái chỗ mà rất là khó chịu luôn á. Ok, đây. Bây giờ phải đi kiếm 10 đứa, 12 đứa chứ không phải 10 đứa nữa. 10 đứa thì cũng không cũng đỡ đi. Trời ơi, bên đây có cái hồ bơi nữa. Chui vô được hồ bơi luôn nè. Bây giờ ra làm sao mới là vấn đề nè. Dính vô hồ bơi luôn rồi. Mẹ mệt thiệt luôn. Chỗ này đông hơn nè. Mà nó nằm ở chỗ khó kiếm đó, mà không phải dễ đâu. Ok, ăn con cá hồi máu cái. Rồi mấy đứa rồi, 5 đứa, trời lâu dữ vậy luôn hả? Mình không tin luôn á, 5 đứa mà nó lâu vậy luôn á. Ok. Trời ơi, đây nữa nè. Shark bounties became commonplace here after the previous mayor's practice of hiring. Cá này cá gì đi, miếng cá lên bờ nè. Nhỏ chơi cá sấu lên bờ giờ mới thấy cá mập lên bờ luôn á. Bây giờ là phải đánh với thợ săn nữa nè. Thợ săn nó tới rồi à, mà nó chưa kiếm được mình. Chờ xíu. Thợ săn nó tới mà nó chưa kiếm được mình. Để hết cái xích chinh này các bạn. Hết cái xích chinh này mình sẽ chui đây. Rồi mày sao mày kiếm được tao? Ôi, sao mày kiếm được tao?
Mình ở trong cái chỗ này thì dễ gì nó kiếm được mình bạn. Đó nè, mình chui vô cái lỗ cống này rồi, giờ sao nó kiếm được mình đây. Chịu thôi, chịu thôi. Hay vãi đái. Ok. Ba thuyền luôn nha bạn, ba thuyền luôn nha. Ba thuyền Hunter luôn, được bầu. Ghê không? Canh đúng lúc nha. Mình phải theo dõi được tụi Hunter nữa đi đâu. Được, nó đang đi qua chỗ này, mình phải yên chậu thôi. Nó vô đây, nó vô đây bạn, mình qua kia. Mà vô đây người ta qua kia, ôi. Đơn giản nè, thấy không? Mày thấy đơn giản chưa? Muốn kiếm được tao đâu có dễ bồ, muốn kiếm được tao đâu có dễ. Nó kiếm không được bạn ơi, nó kiếm được. Ây da. Ba bốn thuyền ở đứng bên đó à, cái mình có cái sona xịn quá mà mình úp cái sona lên xịn vãi đái rồi. Port Clovis has grown bored of the hunt, leaving our shark to fight another. Bây giờ muốn ăn, muốn tiếp tục ăn thịt cũng khó nè, tại vì nó đứng ngay chỗ đó luôn rồi. Nó đứng ngay chỗ đó luôn rồi cho nên bây giờ muốn tiếp tục ăn thịt cũng khó lắm luôn. À nó đi rồi bạn ơi. Nó đi rồi. Ok, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ con hai đứa nữa thôi. Hai đứa nữa thôi. Có cá mập tí theo luôn. Đây, hai đứa đây rồi. Life is not always better at the beach. Xong nha. Ok. Rồi, thêm một cái ở đây nữa là 8 đứa nữa, ở đây nữa là bao nhiêu, 8 đứa nữa là xong. Hết cái nhiệm vụ ở trong khu này. Còn mấy tấm bảng này thì chịu bạn. À có cái này nữa. Shadowfin. Ok, đây được, này được Shadowfin. Mình có thể bay về đây cái, à không, mình gần mà. Nó có một cái nhiệm vụ gần đó nữa. Ôi làm cho nó hết nhiệm vụ bạn. Còn cái chuyện ăn người thì chờ tiếp chút xíu đi. Chút xíu đi, mình sắp phải dướng vô thợ săn rồi đó. Thợ săn bị gì? Chưa nâng cấp đồ á. Thợ săn mình còn đánh gần chết. Thì bây giờ nâng cấp đồ như vậy xong thợ săn lại đây. Ôi, không biết ai săn ai rồi nha. Ok. Rồi. Đồ có nguyên cái chiếc xe tải nằm dưới đây luôn. Chất nha. Do not attempt to improvise your own surgical shot. Rồi sao nữa? Nó cũng vậy thôi, nó đâu có nhiệm vụ gì khác đâu. Chắc là nó phải hiện nhiệm vụ ở chỗ nào khác á. Không qua ở đây cũng không có luôn. Ở đây xong rồi. Chắc là nó nằm ở đâu đó đó, mình phải đi tới nó mới hiện ra bạn ơi. Mình đi tới nó mới hiện ra. Adult cũng có thể vào đây luôn. Ok. Thôi thì mình xin chấm dứt video. Bạn thấy hay nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. Nhớ comment là bên dưới, anh em thì sẽ được thả tim nha. Chào mọi người.